hơn 47% người lớn tuổi chết với chẩn đoán sa sút trí tuệ trong hồ sơ của họ, tăng 36% so với năm 2004. Nghiên cứu tương ứng được công bố trên JAMA. Trong những năm gần đây, các tình trạng như bệnh Alzheimer, ADHD và chứng sa sút trí tuệ liên quan đã nhận được sự quan tâm ngày càng nhiều từ các bác sĩ lâm sàng, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và công chúng. Tuy nhiên, mặc dù mức độ nhận thức ngày càng tăng, cho đến nay, rất ít nghiên cứu theo dõi những thay đổi trong tài liệu chẩn đoán chứng sa sút trí tuệ. Đối với nghiên cứu hiện tại, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu cắt ngang từ 3,515,329 người ở Hoa Kỳ từ 67 tuổi trở lên đã chết từ năm 2004 đến năm 2017. Mã chẩn đoán trên hóa đơn do nhà cung cấp gửi đến hệ thống Medicare truyền thống được sử dụng để xác định chẩn đoán thêm trong 2 năm cuối đời. Sau khi phân tích dữ liệu, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trong năm 2004, khoảng 35% người được chẩn đoán mắc chứng sa sút trí tuệ trong 2 năm cuối đời, thì con số này đã tăng lên hơn 47% vào năm 2017. Họ còn phát hiện ra rằng vào năm 2017 là 39% trong số bệnh nhân có ít nhất 2 tuyên bố y tế đề cập đến chứng sa sút trí tuệ, tăng từ 25% vào năm 2004. Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng việc chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân sa sút trí tuệ đã thay đổi đáng kể. Trong khi 36% nhận được dịch vụ chăm sóc cuối cùng vào năm 2004, 63% đã làm như vậy vào năm 2017. Các tác giả lưu ý rằng điều này phù hợp với xu hướng quốc gia gia tăng dịch vụ chăm sóc cuối năm 2010. Julie Bynum, MD, PhD, cho biết, điều này cho thấy chúng tôi còn phải đi xa trong việc giải quyết các sở thích chăm sóc cuối đời một cách chủ động với những người mới được chẩn đoán và gia đình của họ. Julie Bynum, MD, PhD, tác giả cao cấp của nghiên cứu và là giáo sư y học lão khoa tại Michigan Medicine. Bà nói thêm, nơi mà trước đây mối quan tâm có thể là chẩn đoán thiếu sót, thì bây giờ chúng ta có thể tập trung vào cách chúng ta sử dụng tỷ lệ chẩn đoán sa sút trí tuệ trong mọi việc. Từ lập kế hoạch ngân sách quốc gia đến điều chỉnh cách Medicare hoàn trả cho các kế hoạch Medicare Advantage. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!